Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNi truyện audio Tiên hiệp. Đây là tập 237 của truyện Thiên đạo Đồ thư quán. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 1891, 1892, Trường Huyền phá phong ấn, phần hạ trên hố hiện đầy những cấm chế trực tiếp ném ra tảng đá vậy chẳng khác nào người đang công kích thậm chí là còn xông vào rất dễ dàng gây ra phòng ấn phản kích trận pháp sư khác gặp được trận pháp lợi hại đều phải lấy ra la bàn không ngừng nghiên cứu tìm kiếm căn cơ cùng với trận tâm cái tên gia hỏa này thì ngược lại trực tiếp ném luôn cái tảng đá vào bên trong trận pháp đây không phải là người đang phá trận mà là muốn kích hoạt ra trận pháp đó không có kích hoạt hơn hai vạn người tăng thêm hai trận pháp sư cũng không thể nào khống chế nổi rồi một khi mà kích hoạt ra còn không phải là nghiêng trời lệch đất mai táng toàn bộ bọn hắn luôn hay sao cái tên gia hòa này đến tôi cùng là suy nghĩ cái gì vậy chẳng lẽ người thiếu não nếu như không làm sao có thể điên khủng như thế được đường đường là trận pháp sư lục tinh đỉnh phong làm ra một sự tình mà ngay cả học đồ cũng lại không bao giờ dám làm tràn đầy sự phiền muộn đang định tiến tới ngăn cản đối phương lại ném ra thêm một tảng đá nữa cùng với cái hố tiếp xúc lập tức rơi xuống cũng không gây ra bất luận là biến hóa gì ai à cũng may cái phòng ấn này đối với sinh mệnh đúng là có phản ứng cái tảng đá này là vật thể không có sự sống may mà nó không có tạo thành đại họa đó nếu như mà không có động tĩnh gì Lương mặc cũng lại phải nhẹ nhàng thở ra một hơi phòng ấn ở cửa động hai đại trận pháp sư thất tinh bận hắn đều không biết phải làm sao không phát động ra vẫn còn may một khi khi mà phát động vô cùng có khả năng sẽ lần nữa kích hoạt ra lực lượng kinh khủng phía dưới để cho mọi người khổ không thể nào tả nổi thậm chí lại có thể trực tiếp mà bạo tạc nổ tung cái tên gia hỏa này thì đúng là một tảng đá thí nghiệm thoáng qua một cái thôi nhưng không có động tĩnh gì thì chắc chắn có lẽ cũng đã biết sợ rồi mau chóng mà thu tay đang nghĩ cái tên gia hỏa này không biết phải làm thế nào vẻ mặt sẽ tràn đầy sự hối hận lại chỉ thấy hắn vẫy tay có một học viên của danh sư học viện vội vã đi tới bên tai đối phương lại phân phó một tiếng trên mặt đệ tử này lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng không một chút nào do dự hét lớn một tiếng thẳng tắp nhảy tới phía phòng ấn không nghĩ tới lại để cho đệ tử lao xuống phòng ấn không thèm để ý tới sinh tử lưu mặc lại chỉ cảm thấy ngực mình khó chịu thiếu một chút nữa thì ngay tại chỗ bất tỉnh mất cái tên gia hỏa ngu si này không nghĩ tới đệ tử lại còn ngu hơn tiến tới như vậy là có thể kích hoạt ra phòng ấn bất quá một khi mà kích hoạt rồi người người đều mất mạng vì các ngươi đúng là hô đô mà hắn bên này khiếp sợ cách đó không xa hàn hội trưởng đã triệt đề nổi giận với tư cách là một viện trưởng một vị danh sư người khác đều phải coi đệ tử là con mình che chở lại cũng không kịp cái tên giả hỏa này vì thí nghiệm phong ấn lại để cho đệ tử của mình cố ý xông vào không thèm để ý tới sinh tử quả thực là phát rồ dừng tay lần nữa hét lớn đang muốn xông tới ngăn cản chỉ thấy bàn tay của trương huyền mãnh liệt trào một cái chân khí như là dây thừng lập tức bao phủ đệ tử kia bên trong mắt thấy sẽ đụng phải phong ấn đệ tử bị dây thừng kéo cho một cái lập tức bay ngược trở về đồng thời phong ấn như là cảm nhận được khí tức sinh mệnh hà quang không tự chủ được lập lòe tự hồ đang bị dẫn động vận chuyển thoáng qua một cái liền đã dừng lại cũng không có triệt để kích hoạt ra càng không có giống như là lúc trước lo lắng trực tiếp bộc phát lực lượng khống chế lại thực là chính xác sắc mặt hơi đổi hàn hội trưởng lại tràn đầy sự kinh ngạc trong nháy mắt đệ tử kia đụng vào bên trong phòng ấn lại kéo trở về cần phải lý giải phòng ấn sâu đậm đối với vị trí này tính toán chính xác không sai mới được dù rằng chỉ là sai một ly cũng có thể dẫn động ra trận pháp để cho nó vận chuyển lên thôn phệ đệ tử vào mà nếu như thiếu một chút sẽ không có cảm ứng không cách nào có thể kích hoạt đương nhiên bằng vào hai cái này lý giải phòng ấn hắn vẫn có thể làm ra được khiến cho người ta không tin được đó chính là đệ tử cùng với cái vị trường viện trưởng này lẫn nhau ăn ý và đầy sự tín nhiệm Cử động vừa rồi, chỉ cần xuất hiện một chút động tác dư thừa, liền sẽ vô cùng có khả năng xuất hiện biến cố không thể nào dự đoán. Trường viện trưởng bảo đối phương phải nhảy xuống, hắn liền nhảy, không một chút nào sợ hãi, đây chính là một sự tín nhiệm bao nhiêu. Coi như mình có muốn mệnh lệnh thì lưu mặc cũng lại làm không có ra. Không phải là lưu mặc không có tiền hắn mà là không tín nhiệm mù quáng. Đệ tử nhảy xong, trường viện trưởng lần nữa đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là choáng váng. Một lúc lâu sau, hắn quay đầu lại. Ngô sư, Trận kỳ thất tinh đỉnh phong người đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Vâng, lại ở đây. Do dự một chút, cổ tay của ngô sư khẽ đảo lấy ra một trận kỳ đưa tới. Hắn thân là danh sư thất tinh thượng phẩm, càng là phụ tu trận pháp, tuy rằng cấp bậc không có bằng hàn hội trường nhưng mà trận kỳ vẫn có thể lấy ra. Ừ. Tiếp nhận trận kỳ, Trương Huyền lại nhẹ nhàng gật đầu, không trần trừ chút nào, bàn chân lại đạp rất mạnh, lăng không dựng lên, thẳng tắp bay về phía trên không. Trần khí vận chuyển, cầm chặt trận kỳ tự hù là muốn tìm kiếm tiết điểm cắm vào. Gia hỏa này điên rồi, lưu mặc, mau chóng đi ngăn cản. Thấy trường viện trưởng này cùng với bọn họ thương nghị cũng không thương nghị mà trực tiếp chạy tới, thí nghiệm tiết điểm, hàn hội trưởng xém một chút nữa thì bị hù chết. Gặp qua những kẻ lỗ mãng nhưng mà không gặp qua ai lỗ mãng như hắn. Coi như là trong lòng ngươi đã xác định cũng phải cùng với chúng ta thương nghị thoáng một cái chứ. Đến tôi cùng là xảy ra chuyện gì? Không nói hai lời, người đã tiến tới, chẳng lẽ người có thể trăm phần trăm xác định được người phán đoán hoàn toàn là chính xác vị trí sao? Phải biết rằng, một khi mà xuất hiện sai lầm cũng không phải là vấn đề mấy vạn người sinh tử, mà là tất cả sinh linh bên trong phạm vi một ngàn dặm này. Thực sự là quá hồ đồ rồi. Vâng. Nghe được lão sư phân phó, lưu mặt thẳng tắp vọt tới. Ngay lúc này, hắn cũng đã cực kỳ phẫn nộ, hận không thể nào chụp chết cái tên gia hỏa không biết trời cao đất dày kia ngay tại chỗ. Vẫn còn chưa tới trước mặt, bàn tay liền đưa ra bên ngoài, trần khí hóa thành thủ trưởng nhắm thẳng vào hắn hắn là thánh vực tam trọng vừa ra tay thiên địa biến sắc lực lượng giống như sông lớn trương huyền đang chuẩn bị tìm ra được tiết điểm một lần hành động củng cố phong ấn vẫn còn chưa động thủ liền đã chứng kiến lưu mặc công kích mình không nhịn được lại nhíu mày rất nghi hoặc cái tên gia hỏa này lại tự nhiên lại bị thần kinh giáo vừa rồi trong lời nói xuất hiện một chút mâu thuẫn đường đường là trận pháp sư thất tinh không tới mức hẹp hòi như thế chứ Bất quá, đối phương đã xuất thủ rồi, hiện tại nghĩ ra những thứ này thì cũng đúng vô dụng. Sắc mặt hắn trầm xuống, cùng một trường đè xuống. Trường lực của hắn rất hùng hậu, lực lượng lại tinh thuần, cùng với bàn tay của đối phương va chạm. Trên không trung phát ra một tiếng nổ vang rất kịch liệt. Hai bên va chạm với nhau, lại có thể chẳng phân biệt được cao thấp. Thực lực quả nhiên là cường đại. Đồng tử của Lương mặc lại co rút, Tuy rằng mới vừa rồi hắn chỉ là ngăn cản đối phương, lại cũng dùng chưa đủ một phần mười lực lượng, nhưng mà đối phương đã có thể đơn giản mà ngăn trở, cũng đã nói sức chiến đấu không phải là tòng thánh bình thường. Chỉ sợ so với thánh vực nhị trọng cũng không hề yếu hơn. Trong lòng rung động, đang định tiếp tục công kích Trương Huyền để cho đối phương biết khó mà lui. chợt nghe thấy phong ấn phía dưới, đột nhiên lại có một thanh âm vang lên. Ngay sau đó tựa như là sấm rền cuồn cuộn, tùy thời lại có thể phun ra. Nguy rồi, lại muốn bạo phát đồng tử co rút. Lực lượng cuồng bạo ở phía dưới, 10 phút lại bộc phát một lần. Rất hiển nhiên, khoảng thời gian này lại là muốn thêm một lần bộc phát nữa. Mau dừng tay đi, không muốn làm hại tất cả mọi người chết. Người mau dừng tay lại. Bia gió âm thanh sấm rền vang lên, lực lượng cuồng bạo phía dưới chắc chắn sẽ sông tới, khó có thể ngăn cản. Lưu mặc lại cắn chặt răng, gào thét lên một tiếng, lần nữa đi tới. Lần này, hắn dùng tuyệt chiêu đúng là mạnh nhất. Bàn tay đưa ra, toàn bộ không khí của nhạn lâm sơn tự hồ đã ngưng tụ linh khí đình trệ không cách nào có thể vận chuyển cái tên điên này đến tôi cùng là muốn làm cái gì chứng kiến hắn lại muốn động thủ với mình trường huyền lại nhăn mày một khí lực cuồng bạo phía dưới lại bộc phát trùng kích toàn bộ phong ấn xuất hiện trong dị động thực sự vất vả lắm và tính toán ra được tiết điểm thì có thể xuất hiện độ lệch rất nhỏ cái loại tiết điểm đó liên lụy lực lượng cùng với vị trí sai một ly sẽ đi ngàn dặm không thể nào có một tia sai lầm được mắt thấy đã tìm ra được địa phương hoàn toàn tránh ra khỏi tai họa thế mà cái tên gia hỏa này lại đúng lúc tới quấy rối quả thực chính là đồng đội ngu như con heo không ổn rồi lực lượng phía dưới lập tức sẽ trùng kích một khi bắt đầu liền lại không kịp nữa sắc mặt trầm thấp trường huyền lòng nóng như lửa đốt nhưng mà thực lực của tên gia hỏa này đúng là mạnh hơn ta nhiều vừa rồi lại có thể ngăn được là bởi vì khinh địch không có thi triển ra toàn lực hiện tại nếu như mà vận dụng toàn lực coi như là giết không chết ta nhưng mà ta muốn toàn thân mà trở mình hơn nữa thành công cắm trận kỳ vào bên trong tiết điểm đúng là không có khả năng vốn cắm trận kỳ vào chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng mà đã có cái tên già hỏa này quấy rối liền lại khó khăn rồi đối phương còn là thánh vực tam trọng coi như hắn có thể vượt cấp chiến đấu cũng không phải là đối thủ vậy xin lỗi ngươi biết rõ không có thời gian đối phương dây dừa, ánh mắt nheo lại trường huyền lại hét lớn một tiếng học sinh của danh sư học viện ở đâu đánh hắn xuống cho ta vâng Nghe được mệnh lệnh của viện trưởng, hai vạn đệ tử đồng loạt lại giống lên, đồng thời giơ tay. Những vị học sinh này, thực lực một người có lẽ sẽ không mạnh, nhưng bình thường chỉ là kiều thiên cảnh hay quy nhất cảnh, liên hợp lại với nhau sẽ cực kỳ đáng sợ. Hai vạn đạo chân khí hội tụ, giống như cự long vẫn còn chưa tới trước mặt, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Nguy rồi! Không nghĩ tới cái tên này tự nhiên lại mệnh lệnh cho tất cả đệ tử, sắc mặt của Lưu Mặc lại thay đổi, lại chẳng quan tâm công kích của Trường Huyền, lật ngược tay, ngăn cản lực lượng đang công kích tới. Dùng chân khí phía dưới đụng một cái, cả người lập tức bắn ra giống như đạn pháo, thẳng tắp bay ra phía bên ngoài, vẫn còn ở trên không trung liền đã thổ huyết. Hai vạn học sinh liên hợp công kích, coi như là thánh vực ngũ trọng đụng phải, đều chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, huống chỉ là hắn. Ôi, may quá! Biết rõ rất nhiều học sinh lưu tình, cái tên già hòa này chỉ là bị thương thôi, sẽ không có tử vong được. Trường huyệt nhẹ nhàng thở ra, không để ý tới nữa, cổ tay lại chuyển một cái, trận kỳ nhắm trúng một chỗ rồi bắn vào. Khoan đã, dừng tay. Trận kỳ vẫn còn chưa rời tay, lần nữa nghe được một tiếng hét to, chỉ thấy hàn hội trưởng cũng nhìn không nổi nữa, vọt lên trên. Cái tên giả hỏa này mới tới không trung phía dưới những tiếng nổ vang lại càng ngày càng lớn, mắt thấy sẽ phải bộc phát. Đánh hắn xuống cho ta. Biết gió không thể nào quan tâm dây dưa với cái tên giả hỏa này nữa, trường huyền lần nữa lại hét lên. Vâng, có rất nhiều học sinh đồng loạt gật đầu lực lượng tùy thời sẽ bộc phát các người dám hàn hội trưởng lại biến sắc mặc dù hắn là thánh vực tứ trọng đỉnh phong nhưng mà đối mặt với hai vạn học sinh đồng thời công kích vậy thì chống chọi không nổi hàm răng cắn chặt hắn hét to một tiếng ta là muốn cứu các ngươi nếu như không trận kỳ của viện trưởng các ngươi mà hạ xuống tất cả mọi người ở đây sẽ phải chôn với nhau tiếng nói chưa kết thúc còn một đạo hào quang hùng hồn liền đánh lên Choáng váng, Hàn hội trưởng lại giống như Lưu Mặc khi trước, bay ra bên ngoài, đầu lại đâm vào vách đá cách đó không xa, bụi đất đầy người, chật vật không nói ra lời. Hết chương. Chương 1893, 1894, chớ khẩn trương, chọc vào một cái, vậy là tốt rồi. Hàn hội trưởng đúng thực sự có chút phát điên. Hắn làm sao mà nghĩ cũng lại không thông nổi, tại sao những cái vị học sinh này lại tin tưởng viện trưởng không hề đáng tin cậy như thế, Bất kể là nói thế nào, hắn cùng với tất cả mọi người ở chung tới hai ngày hai đêm, phối hợp không nói là thân mật khăng khít, nhưng mà vẫn phải có sự ăn ý chứ. Dựa theo tình huống bình thường, coi như là người khác muốn bọn hắn công kích, bằng vào cảm xúc cũng có thể do dự thoáng qua một cái. Kết quả là gì? Không một chút nào ngừng lại mà trực tiếp đánh bay ta. Quả thực không phải là nghe lời mà là tin phục tới mù quáng. Nhất là vừa rồi, hắn lại còn nói, mỗi khi mà cái tên gia hỏa này tìm ra tiết điểm không đúng, tất cả mọi người sẽ tuấn táng. Như trước làm việc nghĩa không được trùn bước cái này bằng với đặt tính mạng ở trong tay thanh niên tuổi không lớn kia không trần trừ chút nào coi như coi là viện trưởng thì cũng không có tín nhiệm như vậy được quả thực chính là tín đồ tử trung rồi dùng rằng từ trong đá vụn đứng dậy lần nữa lại nhìn qua không trung chỉ thấy trận kỳ trong tay trương huyền đã thoát ly khỏi bàn tay thẳng tắp bay về phía một tiết điểm thôi xong rồi đồng tự cò rút tiết điểm này hắn đã từng cân nhắc qua chính là một địa phương lực lượng vô cùng dũng mãnh vô cùng cuồng bạo một khi mà trận kỳ này cắm vào chẳng những không thể nào thổ ra lực lượng mà chỉ sợ có thể triệt đẩy mà kích nổ nó không nghĩ tới hàn tự hắn đây anh hùng cả đời cuối cùng lại phải bỏ thay nơi này hơn nữa bị một cái tên gia hỏa không hiểu chút nào quy củ cứng rắn mà đùa chơi cho chết ngẫm lại cũng cảm thấy toàn thân run rẩy bi thúc không thôi ngay tại thời điểm lòng tràn đầy sự đau thương cảm thấy không còn gì lưu luyến được lực lượng phía dưới rốt cục đã tích góp đầy mãnh liệt bộc phát ra bên ngoài chấn động kịch liệt để cho đại địa bắt đầu sôi lên. Rất nhiều học sinh đứng ở bên cạnh hố, từng người một lại đứng không vững, đồng loạt lại ngã dài trên mặt đất. Ngay cả đám người ngồi xưa cũng rất sợ hãi. Lần này, lại giống như là so với trước kia, càng thêm hùng mãnh hơn. Đồng tử co rút, sắc mặt của Hàn hội trưởng rất khó coi, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Lần này phía dưới vọt tới lực lượng so với trước đây lại còn cường đại hơn gấp bội, phòng ấn kia tự hồ là tùy thời sẽ bị xé rách đến vỡ nát. Nếu như mà khi trước thì lại có lực lượng khổng lồ như vậy toát ra, đừng có mà nói là hắn ngăn cản không được, coi như là có tăng thêm hai vạn học sinh nữa cũng lại chưa có bất cứ tác dụng gì. Vậy đến tôi cũng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lực lượng lại đột nhiên tăng nhiều như thế chứ? Xong rồi, đã xong rồi. Hàn hội trưởng lộ ra vẻ tuyệt vọng, khi trước, ngăn cản cái loại lực lượng như vậy, liền đã phải hao tốn vô số tinh lực. Hiện tại cuồng bạo như thế này, không cần phải suy nghĩ, phòng ấn khẳng định sẽ ngăn cản không nổi nữa. Lực lượng khổng lồ trong này sẽ bộc phát ra phạm vi tới mấy ngàn dặm, nổ thành bột mịt. Đang cảm thấy không có bất cứ hy vọng gì, tất cả mọi người sẽ chết ngay chỗ này. Chỉ nghe thấy trường viện trưởng nhướng mày nói. Ngoan, chưa có khẩn trương, chọc vào thoáng một cái vậy là tốt rồi. Kèm theo lời hắn nói, tốc độ của trận kỳ đột nhiên lại nhanh hơn, thẳng tắp đâm tới các tiết điểm đã xác định tốt. Trần khí cùng với tiết điểm tiếp xúc, phòng ân vốn tùy thời sẽ nổ tung như là chó săn bị đạp đuôi, không hùng mãnh như khi trước. Ba một tiếng, bình tĩnh trở lại, ôn nhu giống như là một vũng nước trong. Ngày sau đó, tiết điểm nổ vang, có một đạo lực lượng hùng hậu thẳng tắp vào tới phía bầu trời, giống như là khí cầu bị đâm phá, khí láng khổng lồ, tựa như là muốn vạch phá bầu trời. Cái, cái này, cái này là giải quyết xong xuôi rồi sao? Toàn thân cứng ngắc, Hàn hội trường lại dùng sức xoa xoa con mắt tiết điểm này không phải là chỗ lực lượng cuồng bạo hung mạnh nhất đó sao tại sao trận kỳ cắm xuống lực lượng liền đã thuận lợi tỏa ra đạt tới hiệu quả khi trước mà nghĩ cũng lại chẳng dám nghĩ không chỉ là hắn ra cái loại về mặt này lưu mặc vừa rồi bay rất xa rất già vất vả có thể bay trở về cũng lại phải trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt không dùng trận bàn địa hình cũng lại không thèm nhìn nắm trận kỳ tiện tay cứ cắm xuống khí liều cuồng bạo liền đã ngưng lại người lại dùng thực sự là kỹ xảo trên trận pháp hay sao ta đã học trận pháp rất là nhiều năm, tại sao lại cảm thấy chưa từng nghe nói qua, còn có cái loại thao tác như vậy? Vội vã quay đầu nhìn lại cái đám học sinh phía dưới, chỉ thấy bọn hắn không một chút nào kinh ngạc, giống như họ đã sớm biết viện trường của họ sẽ nhẹ nhàng ngăn chặn lại lực lượng cuồng bạo này. Hắn cùng với lão sư, hàn hội trưởng, dùng hai ngày hai đêm cũng lại chưa có giải quyết được. Người ta tới đây hơn có 10 phút, tùy tiện lại dùng trận kỳ cắm xuống, liền đã xong. Vậy chẳng lẽ khi trước cái tên già hỏa này nói hai người bọn họ đần độn thì cũng không phải là châm chọc mà là lời nói thật lòng sao tràn đầy sự phiền muộn liền đã nhìn thấy trường huyền từ trên không trung từng bước một đi xuống dừng lại trước mắt rất nhiều học sinh Chư vị, hai ngày nay đã khổ cực rồi. Tài họa ngầm tại nơi này, ta đã triệt để giải quyết. Mau chóng về nghỉ ngơi, khôi phục thể lực đi. Đa tá viện trưởng. Ta biết ngay mà, không có sự tình gì mà viện trưởng không có giải quyết được. Đúng rồi, khi trước hàn hội trưởng kia lại có nói lời thề son sắt, nói cái gì mà mình là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, thoạt nhìn thì đúng là chẳng có gì đặc biệt. Người càng không có thực lực thì càng giỏi nói khoác người có biết chưa? Người xem, viện trưởng của chúng ta đây lợi hại như vậy, có từng nói khoác bao giờ chưa? Đúng rồi, đúng rồi, viện trưởng thực sự là quá khiêm tốn. Ngày được viện trưởng chính miệng thừa nhận, vấn đề đã được giải quyết, tất cả mọi người phía dưới đồng thời xôn xao, từ người một kích động đến sắc mặt đỏ ao, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục lại. Hai ngày nay, không ngủ không nghỉ cũng làm cho bọn hắn hào tổn rất lớn, thậm chí không ít đều đã bị trọng thương. Nhưng bất quá cũng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ cần cho họ thời gian lại có thể khôi phục lại khá nhanh an bài tất cả mọi người tu luyện xong khôi phục thể lực gặp được thương thế thực sự quá nghiêm trọng trường huyền sẽ liền tự mình ra tay để giúp đỡ trị thương bận rộn tiếp cận hơn một cách giờ đã thấy tất cả học sinh đã hoàn hảo như lúc ban đầu lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra ai à, cũng khó trách mà những học sinh này đều là vô điều kiện tin phục không cần suy nghĩ nguyên lai hắn không coi mình là viện trưởng mà chỉ coi là lão sư là bằng hữu chiến hữu của mỗi người Nhìn một màn này trong mắt, Hàn hội trường và Lưu Mặc lại cười khổ. Cuối cùng đã rõ ràng tại sao thời khắc nguy cơ nhất, những vị học sinh này lại không tin hai người mình mà còn đối đãi với trường Huyền này tín nhiệm không hề nghi ngờ chút nào. Tứ đại học viện dưới thanh nguyên phong hào đế quốc, mỗi một vị viện trường đều là địa vị tôn sùng. So với bọn hắn chỉ là cao hơn chứ không hề thấp. Nhân vật như vậy, đối với một ít danh sư tứ tinh và ngũ tinh, không có một chút nào không kiên nhẫn, ngược lại, dốc lòng chiếu cố. Chỉ là về tâm tính thôi, liền đã để cho vô số người làm không được. À, tốt rồi. Xử lý xong xuôi những thứ này, Trường Huyền trở lại trước mặt đám người ngô sư, lại nhìn về phía hai người Hàn hội trưởng, vội vã ôm quyền. Thực sự là ngại quá. Vừa rồi, tình thế nguy cấp. Ta lại sợ rằng chậm trễ xuất hiện biến cố. Đã có chỗ vô lễ. Mong rằng hãy rộng lòng tha thứ. Trường Viện trưởng à, chuyện này đúng là do chúng ta lỗ máng. Sắc mặt hai người Hàn tự và Lưu mặc lại đỏ lên, hận không thể nào có cái kẽ đất mà chui vào. Vốn bọn họ đúng là vì hảo tâm, lại cảm thấy một khi phạm sai lầm sẽ làm ra cục diện không thể nào kết thúc. Kết quả là gì? Bởi vì như vậy, thiếu một chút nữa đã làm trễ nải đại sự, vừa nghĩ tới liền lại tràn đầy sự ái nái. May mắn cái vị trường viện trưởng này không có câu nệ tiểu tiết, không có quá nhiều quy cổ, sai người đánh bọn họ xuống. Nếu như không, đã trở thành tội nhân lịch sử rồi. Lực lượng tàn mạn còn cần về một thời gian nữa, phong ấn cũng lại không triệt để mở ra, Vậy không bằng chúng ta về Hỏa Nguyên Thành trước đi, vừa vặn chờ người chiến sư đường tới. Trương Huyền nói, tuy rằng hắn đã giải quyết xong xuôi tai họa ngầm của phong ấn, nhưng mà muốn đi vào bên trong còn phải cần một đoạn thời gian nữa. Nhất là lực lượng cuồng bạo này hoàn toàn thổ lộ sạch sẽ, khẳng định ít nhất là phải 2-3 ngày. Hơn nữa, người của chiến sư đường cùng với ba đại học viện khác vẫn còn chưa tới, cần phải chờ bọn hắn chung một chỗ. Vậy cũng được nhẹ nhàng gật đầu, mọi người lại cưới thánh thú phi hành, bay về phía Hỏa Nguyên Thành. Danh sư đường lại có phủ đệ độc lập, mọi người đi vào, còn có rất nhiều học sinh. Trương Huyền lại an bài đám người triệu viện trưởng về trước. Toàn bộ di tích, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, những vị học sinh này mà đi vào thì quá mức nguy hiểm, còn là trước tiên phải trở về học viện đã rồi nói. Ở trong phủ đệ một ngày, ba đại học viện viện trường, trưởng lão cùng với người của chiến sư đường, tất cả đều tới. Liêu Trùng lại đưa Trịnh Dương đi tổng bộ của chiến sư đường cho nên không tới. Bất quá, lại thay tới hai vị thiên phu trưởng khác, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn, đều đã tới thánh vực tam trọng đỉnh phong. Người chính là Trương Huyền, Trương Viện Trưởng. Trong đó có một vị, lần đầu tiên chứng kiến Trương Huyền liền lộ ra địch ý nồng đậm. Sự tình chiến sư đường không công mà về, hắn đã từng nghe nói. Biết rõ cái vị viện trưởng trước mắt này, tuy rằng chỉ có tổng thánh, nhưng mà sức chiến đấu lại chính thức rất kinh người. So với chiến sự đường bọn hắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu Đúng Trương Huyền gật đầu Vậy ngươi có dám cùng với ta so đấu một trận không? Vị thiên phu trưởng này chiến ý sôi trào ừ. tỷ thí Vậy mà Trương Huyền bất đắc dĩ Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp ngay điều đó Hắn lại chỉ muốn yên tĩnh Là một Mỹ nam tử Khó khăn thế sao Quá ưu tú Đúng là rất là mệt người Đúng như vậy Dám hay không dám vị thiên phu trưởng này hai mắt ép sát. Mọi người mới là lần đầu tiên gặp mặt, liền đã đánh đánh giết giết, không có tốt. Tới đây, uống rượu đi, ta sẽ mời người một chung. Lấy ra một hồ lô rượu, vẻ mặt Trương Huyền lại rất chân thành. Thiên phu trưởng lắc đầu. Ngươi không muốn thi đấu thì cũng được, ta sẽ nghĩ ra biện pháp chứng minh. Chiến sư đường không phải là có thể đơn giản vũ nhục như vậy thấy hắn không đánh ngược lại muốn cùng mình uống rượu vị thiên phu trưởng này hừ lại một tiếng rồi quay người rời đi thông qua lời hỏi thăm hắn biết rõ vị chiến sư đường này tên là phùng huân ở chiến sư đường là phần tử rất hiếu chiến nghe được đường đường là chiến sư mà chạy tới khảo hạch đệ tử bình thường lại còn bị đánh cho hoa rơi nước chảy trong lòng đã sinh ra địch ý rất cường đại muốn cùng với trường huyền tỷ thí một trận một vị thiên phu trưởng khác dẫn đội của chiến sư đường gọi là giang nguyên biểu hiện ra khá là hòa khí nhưng mà trong mắt cũng chiến ý giạt rào. Chiến sư luôn luôn là một đại danh từ rất vô địch nhưng mà ở bên trong Hồng Viễn Học Viện liên tục vấp phải trắc trở, thân là thiên phu trưởng vậy tự nhiên muốn giành lại tôn nghiêm. sự Thúc, lần này thanh nguyên đế quốc chúng ta tới là bốn người. Ta, Ngô Sư, Hàn Hội trưởng cùng với Lưu mặc người đều đã gặp qua. Chiến sư đường ngoại trừ Giang Nguyên, Phùng Huân cùng với Trác Thanh Phong còn có 12 vị chiến sư, còn có 3 đại học viện ba vị viện trưởng tăng thêm những trưởng lão tổng cộng là chín người nói cách khác lần này chúng ta muốn đi vào bên trong di tích khoảng chừng ba mươi người mục sư lại đi vào trước mặt kỹ càng nói qua ừ trương huyền gật đầu vốn rằng đám người triệu binh tuất cũng lại muốn theo vào nhưng mà bất quá hắn không có đồng ý chỗ di tích này nguy cơ trùng trùng và nhất bọn hắn đều tiến vào bên trong học viện ngay cả một người trưởng lão cũng lại chẳng có tất nhiên sẽ lâm vào bên trong hỗn loạn Căn cứ theo suy tính, ngày mai di tích sẽ mở ra, sáng sớm nay chúng ta sẽ xuất phát." Mục sư nói. Ừ. Trương Huyền nhẹ nhàng gật đầu, cùng với mộc sư cáo từ, trở lại tiểu viện của mình. Hắn đang định nghỉ ngơi lại chỉ thấy Lạc Nhược Hy ngồi ở bên trong nội viện, một tay nâng má, không biết đang nghĩ đến điều gì. Hết chương Trường 1895-1896 Dắt tay Nàng tự hồ có một chút thất thần Ngay cả trường huyền đi tới cũng lại không biết Ánh trăng sáng tỏ tự như là sương trắng rơi trên người Làm cho người ta có cảm giác giống như một tiên tử Tùy thời sẽ tung bay <laughs> Nghĩ gì vậy? Tại sao lại nhập thần như vậy? Trường huyền mỉm cười lại đi vào trước mặt Không có gì Phục hồi tinh thần Lạc nhược hì lắc đầu lại đứng dậy Nhìn thoáng qua ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, "Có thể đi cùng với ta ra ngoài một chút không?" Sừng sốt một chút, Trương Huyền lại hưng phấn nhảy lên. "Đương nhiên, cam tâm tình nguyện." Chứng kiến hắn biểu lộ như vậy, Lạc Nhược khi lại cười khổ lắc đầu. "Người làm chuyện gì đều lại không che giấu như vậy sao? Người khác cùng với nàng ở chung một chỗ, coi như thực sự rất cao hứng thì cũng sẽ phải tận lực mà che giấu, giả bộ như là rất có thân phận, rất là có hàm dưỡng, cái tên gia hỏa này thì hoàn toàn ngược lại." nghĩ cái gì, làm ngay cái đó, vô ưu vô lự, khiến cho người ta rất hâm mộ. À, ta... Trương Huyền lại có một chút khẩn trương. Kỳ thực, vẫn là luôn che giấu. Sao? Nghe hắn vẫn còn biết che giấu, Lạc Nhược Hy lại cảm thấy khá hứng thú, đôi mắt đẹp lại nhìn qua. Nói nghe thử. Ta là một người không có thích tranh đấu, lại cực kỳ điệu thấp. Kết quả, người cũng thấy rồi đó. Trương Huyền lắc đầu, Ngươi Điệu thấp Chứng kiến hắn cực kỳ nghiêm túc Lạc Nhược Hy lại cười khúc khích Vừa rồi trên mặt cô đơn đã quét qua sạch Cũng lại không nhịn được nữa Che giấu thật tốt Ta đây đúng là không có nhìn ra Cái tên gia hỏa này đi tới chỗ nào Đều lên giọng không còn hình dạng Trở thành minh tinh lấp lánh trong mắt mọi người Giờ phút này người lại còn mạnh miệng nói Bản thân mình không có thích tranh đấu Cực kỳ điệu thấp sao Mặt đâu, mặt đâu người khác không có biết xấu hổ, nàng sẽ cảm thấy rất là chán ghét. Chẳng biết tại sao, cùng với cái tên gia hòa này ở chung một chỗ, ngược lại lại cảm thấy vô cùng buông lỏng. Còn một số loại chuyện lặng im tới cực điểm. À, quả như là không tin. Thấy vẻ mặt của nữ hài, Trương Huyền lắc đầu. Sâu bên trong nội tâm, hắn thực sự rất là ít khi muốn xuất hiện, nhưng mà tạo hóa cứ treo ngươi. Hắn quá là ưu tú. Đi tới chỗ nào cũng giống như là con đom đóm trong đêm tối, sáng ngời lóa mắt. Tránh lại cũng tránh không được. Thấy vẻ mặt của hắn rất thành thật, Lạc Nhược Hy lần nữa nở nụ cười. Hai người vừa nói vừa cười, đạp ở trên cảnh ban đêm đi ra khỏi danh sư đường. Đêm lạnh như nước, độ nóng so với ban ngày lại thấp xuống không ít, người trốn trong nhà, tất cả đều đã đi ra, trên đường phố tràn đầy dòng người. Lạc Nhược Hy không biết dùng phương pháp gì mà tiến hành ngụy trang, ngoại nhân xem ra tuy rằng cũng khá đẹp nhưng mà cũng không xuất chúng như vậy. Bởi vậy, mọi người trên đường chỉ là thán phục, ngược lại không có gây ra quá nhiều sự chú ý. Rời đi một lúc lâu, Trường Huyền ngừng lại, lại chỉ về phía trước. Hỏa Nguyên Thành, bởi vì khí hậu, có rất nhiều mỹ vị, đó là địa phương khác không có. Nơi này có một cái khách sạn, không bằng ở chỗ này mà nghỉ ngơi một chút, nếm thử đặc sản của địa phương. Lạc Nhược Hy lại nhìn hắn, chỉ thấy trên một kiến trúc cao lớn, viết bốn chữ to, như mộng tử quán. Ừm, uhm, phù sinh như mộng, cười cười bao la mờ mịt, không bằng đối rượu hoan ca, cái tiểu lâu này quả nhiên rất là có ý cảnh Nhẹ nhàng cười cười Nữ hài lại gật đầu Bên trong tiểu lâu lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa Thoạt nhìn cũng rất là ấm áp Từ phía dù tàu tiểu nhị Đạt tới hóa phàm ngũ trọng Nhìn qua đã biết rõ tiểu lâu này đúng là không đơn giản Hai vị khách quan Mời vào bên trong Một tiểu nhị tiến tới ngành đón An bài một chỗ ngồi tình lữ ở gần cửa sổ Trường huyền lại nhìn thoáng qua Thấy đối phương không có ý tức giận Yên tâm thoải mái ngồi xuống này, các đặc sản của bọn người đều đưa tới đây một phần đi. Vâng vâng. Tiểu nhị lùi xuống, chỉ trong chốc lát, rượu ngon và thức ăn ngon tất cả đều đã bưng ra. Không thể nào không nói, rượu và đồ ăn nơi này hoàn toàn chính xác không hề tệ. Hỏa nguyên thành dư giả địa hỏa không chỉ để cho chức nghiệp luyện khí và luyện đan nổi tiếng mà chế biến rượu ngon cùng với mỹ vị khiến cho người ta uống một ngụm liền sẽ hãm sâu bên trong đó, lưu luyến quên đường về. <laughs> Vĩ Kim Giang Khuê Ngư này Chính là đặc hữu bên trong kim giang hồ tại Nhạn Lâm Sơn mới có, cực kỳ thừa thớt, 10 năm mới có thể lớn lên một lạng. Không vậy, thịt tươi sống, phối hợp với rượu vàng nướng lên, mùi vị cực kỳ ngon. Còn đây chính là gan của thanh tước thú, trực tiếp trưng chín, thả một ít dầu vừng, liền đó có thể ăn ngay. Trong đó ẩn chứa linh khí nồng đậm không có nói, mùi vị còn là tuyệt mỹ. Còn đây chính là thịt của trúc tiêm thanh diệp, tài liệu chính là thanh diệp măng, đặc thù tại hỏa Nguyên Thành nấu nướng lên giống như là thịt khô, cực kỳ mỹ vị. Vừa ăn, Trương Huyền lại vừa uốn lưỡi giới thiệu. Những cái mỹ vị này chỉ cần nếm một cái thôi, thư viện đã có thể tạo ra được thư tịch. Đừng có mà nói chỉ là giới thiệu kỹ càng, coi như là thuận miệng nói ra hơn 10 điểm thiếu sót khi mà nấu nướng, vẫn có thể không lặp lại. Người, đối với mỹ thực, cũng đã từng đọc lướt qua sao? nghệ hắn nói kỹ càng như vậy, Lạc Nhược Hy lại tràn đầy sự kỳ quái cái tên giả hỏa trước mắt này tuổi không lớn lắm không chỉ là thực lực mạnh mà chức nghiệp phụ tu cũng khá lợi hại càng bao hàm toàn diện giống như là cái gì hắn cũng biết nhất là về mỹ thực coi như là ở bên trong chức nghiệp hạ cửu lưu cũng là không có thu hút nhất bình thường đều lại xuất hiện bên trong cung đình chế độ ăn cho quan lại quyền quý thí nghiệm đồ ăn mới đâu có địa vị quá cao đường đường là danh sư học viện viện trưởng mà lại có thể học qua những thứ này ngẫm lại cũng cảm thấy có chút kỳ quái ờ à ta xem qua thư tịch tương quan, vì vậy biết một chút. Trương Huyền giải thích, xem qua sách đã có thể nói rõ kỹ càng như vậy sao? đúng là lợi hại. Lạc Như khi lại tán dương một tiếng, nàng ăn cơm nhẹ nhàng và thanh nhã, nhất cười nhất động hiện ra da giáo rất tốt đẹp, không giống như cái tên Trương Huyền ăn như con hổ đói, không có một chút nào hàm dưỡng. Ừ, nếu mà có tâm sự gì thì cứ nói ra có lẽ sẽ khá hơn một chút. Ta tuy là thực lực không đủ, nhưng mà không có ít chuyện ta vẫn có thể giải quyết. Ăn uống no nê, Trường Huyền nhìn qua. Hắn đã sớm nhìn ra nữ hài khả năng cao là có tâm sự, vì vậy ở trên đường đi nói chuyện cười để cho đối phương vui vẻ. Nhưng bất quá, hiện tại xem ra hiệu quả quá mức nhỏ bé. À, không có gì. Lạc Nhược Hy lại sửng sốt, sau đó lắc đầu. Chỉ là ta gặp một việc, có một chút hơi nhớ nhà thôi. Nhớ nhở, người, vậy chẳng lẽ thực sự là người của thánh nhân quý tộc Lạc Gia sao? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Về sự tình của nữ hài này, danh sư học viện lưu truyền một đống lớn, cơ bản đều là thánh nhân hậu đại, địa vị tôn sùng. Nếu như không, cũng lại chẳng có khả năng để cho mục sư đường đường là danh sư thất tinh lại có thái độ như vậy. Thánh nhân quý tộc Nữ hài lại cười lắc đầu, không thừa nhận, cũng lại chẳng phủ nhận, ngược lại lại nhìn qua. Vậy người nhà của ngươi đâu? Người ở chỗ nào? như thế nào lại chưa từng thấy người nhắc qua thấy nàng không muốn nhiều lời trường huyền lại không có ở vấn đề này tiếp tục dây dừa nữa ánh mắt lại lộ ra một chút cô đơn ta không có người thân ta là một cô nhi cô nhi lạc nhược hì sững sờ ừ. từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp qua thân nhân trường huyền lắc đầu hắn từ địa cầu xuyên qua đây không có một thân nhân muốn nói là cô độc tuyệt đối không ai bằng coi như không nói bây giờ đời trước từ khi mà có ký ức sẽ không gặp qua thân nhân có thể nói trở thành học viện lão sư đúng là hao tốn không biết bao nhiêu sự nỗ lực kết quả là gì lại còn dạy đệ tử tàu hòa nhập ma thiếu một chút nữa thì bị hủy đi tư cách thầy thảm không ai có thể sánh bằng ừ, thực sự là ngại ngùng ta không phải là cố ý lạc nhược hy vội vã khoát tay à, không có gì đâu ta quen rồi như vậy thì cũng tốt mà không có gì vương víu Muốn đi tới đâu, liền sẽ đi đến đó. Trương Huyền lại cười cười. Một người thì cũng tốt mà. Cùng nhau đi tới, ngoại trừ mấy cái tên đệ tử thì làm gì phải lo lắng ai. Tâm tính của người thật tốt. Nhìn thanh niên trước mặt, thấy hắn không một chút nào che giấu, sống rất vui vẻ. Ánh mắt của Lạc Nhược Hy lộ ra vẻ tán dương. Không bối cảnh, không nhân mạch, bằng vào chính sự cố gắng của mình, 12 tuổi liền đã trở thành hồng viễn danh sư học viện viện trưởng, vị trương huyền này tuy rằng thoạt nhìn không đáng tin cậy cho lắm nhưng mà trên thực tế vô cùng đáng tin cậy thực sự giống như là những vị học sinh kia tín nhiệm vô điều kiện đối với hắn những trưởng lão kia cũng là vô điều kiện thần phục đã nói rõ đủ sự ưu tú rõ ràng một chuyện rất khó chỉ cần là có hắn sẽ giải quyết vô cùng đơn giản chỉ vọng bằng vào điểm này lại có thể để cho vô số người nghe theo không kịp bên người nàng không thiếu bạn bè cùng lứa tuổi và ưu tú trong đó ở tuổi lại giống nhau tất cả đều lại cường đại hơn vị trước mắt này nhiều nhưng mà những người này khởi điểm cao đều lại khởi điểm giống nhau muốn đạt tới trình độ của thanh niên như vậy khẳng định không có mấy ai tuổi còn trẻ thì đến được tòng thánh đỉnh phong lại để cho đệ tử của mình khăng khăng một mực thống lĩnh cả một học viện để cho tất cả mọi người phải cam tâm tình nguyện thừa nhận hắn cái loại nhân cách và mỹ lực này là không biết bao nhiêu người có thể sánh bằng nhất là về tâm tính rõ ràng gặp ra được sự khó khăn nhưng mỗi một lần đều có thể chính diện đối mặt chỉ cần không vẫn lạc về sau thành tựu tuyệt đối không thể nào hạn lượng Bất trì bất giác, Lạc Nhược Hy lại đối với vị trước mắt này, các nhìn đã có sự biến hóa lớn. Trước kia, chỉ là cảm thấy cái tên gia hòa này có một chút thân cận, mà giờ phút này, cảm thấy ẩn sâu bên trong hắn, đó là có một thứ gì đó rất lóe sáng, là trói mắt như vậy, để cho vô số người phải ảm đạm và biến sắc. Bất trì bất giác, làm cho nàng đối với thanh niên trước mắt này, sinh ra một loại tâm tình khác thường. Tuy rằng chỉ có đúng một tia, nhưng mà trước kia chưa bao giờ thấy. Được rồi, trở về thôi hàn huyền một lát, hai người lại quyết định trở về. Minh Nguyệt nhô cao, bóng dáng hai người lại kéo dài. Gió nhẹ phất phơ, trên người thiếu nữ tỏa mát ra một mùi thơm rất nhạt. Người trong miệng, thoải mái không nói ra lời. Nội tâm Trương Huyền chưa bao giờ cảm giác an bình như vậy. Bàn tay không tự chủ được đưa tới, đụng phải mua bàn tay của nữ hài, tự như là chạm tới một đống bông, mềm mại và rất tinh tế. Thân thể của Lạc Nhược Hy lại cứng đờ, vội vã rút tay về, ôm ngay trước ngực, sắc mặt lại đỏ bừng ta ta đi về trước nói xong vội vã đi thẳng về phía trước chỉ trong chốc lát liền biến mất ngay trước mặt Hả? À, bỏ đi rồi vẻ mặt tràn đầy sự lúng túng trưởng huỳnh lại vỗ chán ời à, đều là tại ta con đường rất dài có lẽ còn có thể trò chuyện thêm nhiều một lát làm gì mà đi chạm tay người ta chứ nếu như mà đối phương trách tội ngươi về sau chẳng phải là ngay cả bằng hữu người cũng lại làm không được sao đúng là ngu mà Vẻ mặt bất đắc dĩ đang định ở lại chỗ ở, ngày mai nhìn xem thái độ của đối phương, chỉ mong nàng không có tức giận, chợt nghe cách đó không xa có một thanh âm vang lên. Hẹn gặp lại thân nhân của ta, bằng hữu của ta, là ta đã mất hết mặt mũi rồi, để cho các ngươi hổ thẹn. Quay đầu nhìn qua, lại chỉ thấy một vị trung niên nhân chừng 30 tuổi quỳ gối trước cửa ra vào, vẻ mặt rất đau thương. Trung niên nhân lại mang theo máu tươi, khuôn mặt phong trần, thoạt nhìn có một chút chật vật, hẳn là vừa trải qua sự tình gì đó rất nguy hiểm vừa trở về. Hẹn gặp lại. Dập đầu vài cái, hắn cắn răng, trung niên nhân lại đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra thêm một thanh trường kiếm, cứa tới phía cổ của mình. Hả? Tự sát? Không nghĩ tới, đang đi đường, lại gặp một cái tự sát. Trương Huyền lại nhướng mày, cong ngón tay búng ra. con một đạo hào quang bắn tới, trường kiếm trong lòng bàn tay trung niên lại bị đánh trúng. Thoáng một cái, chọc ở trên vách tường cách đó không xa, cái kiếm liên tục lắc lư. Hết trường. Trường 1897-1898, Tử La Kim Trường kiếm bị đánh bay, trung niên nhân lại sững sở, quay sang liền thấy được một thằng niên đi tới. Con sâu cái kiến, lại còn sống tạm bỡ. Vậy tại sao người lại phải tự sát chứ? Trường huyền mở miệng. Đi vào trước mặt, hắn cũng đã thấy rõ, thực lực của trung niên nhân này dĩ nhiên đã tới hóa phạm cửu trọng sơ kỳ, tại Hỏa Nguyên Thành này tuyệt đối được cho là một phương cao thủ rồi. Làm phiền tiền bối hay thường xót, ta chỉ công được chết thôi. Biết rõ khoảng cách xa như vậy lại có thể một chỉ đạn bay trường kiếm của mình. Thực lực tất nhiên là cao hơn mình nhiều, trùng nhân nhân lại cũng không bởi vì đối phương trẻ tuổi mà khinh thường, cúi đầu thật thấp, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Người là chừng 30 tuổi, liền đã tu luyện tới cái loại cảnh giới như vậy rồi, coi như là thiên tài. Tại sao người lại phải tuyệt vọng như vậy chứ? Tại sao lại cam tâm muốn chết Trường huyền rất kỳ quái Coi như là hòa nguyên thành này tài nguyên phong phú Trừng 30 tuổi đã có thể đá tới cấp bậc như vậy Thiên phú chắc chắn là không thấp Có được thực lực và thiên phú Vậy tại sao ngươi lại không làm được Hết lần này tới lần khác Lại nghĩ không ra Lại phải tự sát Làm phiền tiền bối cho hỏi thăm Làm phiền tiền bối hỏi thăm Ta lại thực sự không có động lực cầu sinh nữa Trung nhân nhân lắc đầu Hòa Nguyên Thành địa hỏa hùng hồn, trước nghiệp nổi danh nhất chính là luyện khí sư. Ta đây 7 tuổi liền bắt đầu học tập, ở chỗ luyện khí đại tông sư Tôn Tấn làm học đồ hơn 24 năm. Vốn là con tưởng rằng có thể thu ta tiến nhập vào môn hạ, nhưng mà ai ngờ, liên tục 10 năm khảo hạch đều lại thất bại. Thiên phú của ta kém như vậy, ta rất vụng về. Sống còn có ý nghĩa gì nữa? Quả thực, lòng thẹn với người nhà, thẹn với chức nghiệp này, còn không bằng chết đi coi như là xong. Người nói sao? Làm học đồ 24 năm. Trường huyền sững sờ. Người bây giờ, ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng không phải sao? Hóa phàm cửu trọng, dựa theo cấp bậc mà nói, ít nhất là luyện khí sư ngũ tinh đỉnh phong. Vẫn chỉ là học đồ sao? Thực hay giả vậy? Trên đời lại có một người vụng về như vậy? Đúng rồi. Mỗi lần ta luyện khí, đều không thể nào khống chế độ tốt nóng của địa hỏa. Cuối cùng, luyện chế ra khí thai. Lần khảo hạch này, Tôn tấn luyện khí sư cũng lại nhịn không nổi nữa, đã trục xuất ta ra khỏi sư môn. Hiện tại, ngay cả học đồ cũng không phải nữa. Người nhà đều hy vọng ta có thể trở thành một luyện khí sư, dường danh lập vạn. Nhưng kết quả, ta đã bị trục xuất rồi, làm sao có mặt mũi mà gặp người nữa. Càng nói lại càng cảm thấy khó chịu, trùng nhìn nhân, nhân bi thúc không thôi. Trường huyền lại nháy nháy con mắt. Hóa Phạm cửu trọng, từ 7 tuổi bắt đầu học tập luyện khí, đến tận bây giờ ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng lại không có khảo hạch thành công, coi như là không có thiên phú thì cũng sẽ không thể nào tệ hại như vậy chứ. Nếu như đây là thật thì hoàn toàn chính xác rất khó có thể tiếp nhận được sự đả kích, tự sát cũng là nên làm mà. Ấy. <laughs> <laughs> Nhưng rốt cục là xảy ra vấn đề gì? Ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng lại khảo hạch không có thông qua. Trường Huyền kỳ quái. Luyện khí sư nhất tinh trụ cột quá là đơn giản, thông huyền cảnh đã có thể làm được. Cái vị trước mắt này hóa phàm cửu trọng, linh hồn cũng đã nhận được tu luyện, Lực lượng khống chế rất tinh tế, đơn giản như vậy thì làm sao có thể luyện chế không ra được? Ta cũng không biết nữa, chỉ biết mỗi một lần khảo hạch đều không thể nào luyện chế binh khí thành công. Trung đi nhân lắc đầu, trong mắt không có một chút nào tự tin. Xem ra liên tục rất nhiều lần khảo hạch thất bại đã để cho hắn mất cả lòng tin rồi. Không cách nào có thể luyện chế thành công. Dừng lại một chút, Trương Huyền lại nhìn qua. Vậy ngươi có thể luyện chế một binh khí cấp thấp nhất cho ta xem một chút hay không? Đường đường là hóa phạm cửu trọng mà ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng khảo hạch không có thông qua. Đây là lúc trước nghĩ mà cũng không dám nghĩ. Nói ra quả thực chính là đầm rồng hang hổ, làm cho người ta khó có thể tin nổi. Đà tạ tiền bối đã cứu tánh mạng của ta, nhưng mà ta đã quyết tâm muốn chết rồi. Coi như có tiếp tục luyện chế cũng là vô sự vô bổ mà thôi. Để cho cái loại người vô dụng như ta tự sát đi cho xong, miễn cho tiếp tục mất mặt. Trung nhân nhân lại khom người nói. À, tự sát thì có rất nhiều thời gian, tại hạ đối với luyện khí cũng rất là có nghiên cứu vậy có lẽ có thể nhìn ra vấn đề của ngươi để cho ngươi thuận lợi khảo hạch thành công thì sao trương huyền nói nếu như mà đối phương thực sự lại muốn tự sát hắn cũng đâu có xen vào chẳng qua là cảm thấy đường đường là hóa phàm cửu trọng cường giả ngay cả luyện khí sư nhất tình cũng lại không khảo hạch qua thực sự có một chút không thể nào tưởng tượng ra được cái này trên mặt trung niên nhân lại âm tình bất định thì dù sao người cũng là muốn tự sát rồi nếu như mà ta không giải quyết được Vậy lại tự sát thì cũng không muộn mà Trương Huyền cười cười Vậy cũng được Trung Niên Nhân lại gật đầu Hàm răng cắn chặt Thì cũng đúng Hắn đã muốn tự sát rồi Đã không có gì có thể mất Coi như là đối phương nhìn không ra điều gì Lại cũng chẳng quan trọng Cùng lắm thì chết thôi Bên kia có một tinh thất Ta chuyên môn dùng để luyện khí Hết thầy vật dụng đều có Hãy qua đó Nói xong hắn dẫn đường không bao nhiêu lâu sau, hai người lại tới một gian phòng không lớn. Nơi đây có địa hỏa, lô đỉnh luyện khí, cái gì cần có đều có. Các đó không xa, ở trên kệ còn bày rất nhiều khoáng thạch, không ít đều là ở trên thị trường không thể nào thấy. Xem ra cái vị trung niên nhân này tuy rằng cấp bậc luyện khí không cao, nhưng mà kim loại rất hiếm, siêu tập lại được nhiều. Nhìn quanh một vòng, đột nhiên lại rơi vào trên một khoáng thạch, mí mắt lại không khỏi nháy nháy một cái. Đây là tử lá kiếm tử la kim chính là một loại khoáng thạch cực kỳ hy hữu, hòa tan tiến nhập vào bên trong đồ vật đặc thù lại có thể làm cho uy lực đại tăng. Sử dụng ra cái thứ này, tăng thêm thủ pháp luyện chế đối ứng, hoàn toàn có thể để cho Kim Nguyên Đỉnh đột phá thực lực ngay bây giờ. Hai mắt tỏa sáng, Trương Huyền lại tràn đầy sự kích động. Khi trước, hắn vẫn là muốn giúp đỡ Kim Nguyên Đỉnh tăng lên thực lực, chỉ bất quá cần phải có khoáng thạch một mực không tìm ra được, sự tình lại cũng đã gác lại không nghĩ tới tùy tiện cứu được một người muốn tự sát vậy mà ở trong tính thất của đối phương lại phát hiện ra cái loại khoáng thạch đó ta sẽ bắt đầu ngay không thấy được biểu lộ của hắn biến hóa trung niên nhân, nhân lại quát khẽ một tiếng đi vào trước lô đỉnh luyện khí bàn tay lại đưa về phía trước chân khí bên trong cơ thể hừng hực và thiêu đốt lập tức dẫn địa hỏa ra hỏa diễm cực kỳ nóng gào thét chiếu dọi vách tường tính thất đến thấu hồng bàn tay chảo một cái có một thiết trì rất lớn xuất hiện trong lòng bàn tay ngay sau đó có một khối tinh thiết để vào bên trong Một lát sau bị thiêu cháy chảy ra Đập nện phía trên rất nhanh khiến cho khối sắt xuất hiện nhiều hình dạng Biến thành một thanh trường kiếm sắc bén Không thể nào không nói vị trung nhân nhân này Đối với rèn luyện khí thai đã đạt tới một tình trạng lô hòa thuần thanh So với luyện khí sư lục tinh đỉnh phong giống như hắn lại còn cường đại hơn nhiều Thời gian không lâu khí thai thành hình lần nữa chào một cái Tính toán tiến hành tôi luyện Ai ngờ vào giờ phút này, địa hỏa mãnh liệt lao tới, trong nháy mắt liền đốt trường kiếm vừa mới rèn luyện thành nước thép. Khi trước, tất cả mọi nỗ lực hủy hoại trong chớp mắt. Ai, lại thất bại rồi. Ta nói là ta không có khả năng luyện chế thành công mà. Vẻ mặt tràn đầy sự uể oải, ánh mắt trung nhân nhân lộ ra vẻ thất lạc. Vốn là con tưởng rằng lần này có thể cải biến kết cục, nhưng kết quả vẫn y như trước, không có một chút nào biến hóa. Cái này không giống với hắn ổi oải nhìn cả quá trình luyện khí bên trong mắt Trường huyền lại nhíu mày lấy nhãn lực của hắn bây giờ coi như là không sử dụng thiên đạo thư viện vẫn có thể nhìn ra được mấu chốt cùng với vấn đề luyện khí của đối phương trình tự phương pháp rèn luyện khí thai của đối phương không có bất cứ một sự sai lầm nào nhưng mà bên trên rèn luyện chân khí bên trong cơ thể cùng với địa hỏa xuất hiện hiện tượng phản xung từ đó làm cho khí thai luyện chế thành công nháy mắt sẽ hòa tan sạch sẽ Nói cách khác, trình tự tôi luyện lại cũng không sai, nhưng mà chân khí bên trong cơ thể hắn cùng với địa hỏa thuộc tính vừa vặn hoàn toàn trái ngược. Một khi mà tiến hành tôi luyện, chắc chắn sẽ gây nên địa hỏa sao động để cho khí thai khi trước biến thành phế phẩm, từ đó làm cho thất bại trong gang tấc. Chân khí cùng với địa hỏa tương trùng, luyện khí sư lục tinh đỉnh phong có lẽ đều có thể nhìn ra. Trường huyền nhíu mày, nếu như là thiếu sót gì lớn nhìn không ra vậy thì thôi cái loại trụ cột nhất này chỉ cần đạt tới lục tinh đỉnh phòng không có khả năng không biết đã như vậy tôn tấn trong miệng đối phương đã đạt tới đại tông sư lục tinh tại sao hắn lại không nói ra càng không hề chỉ điểm vị trung niên nhân, nhân này không có phát hiện ra được ngược lại là tình hữu khả nguyên theo như tình như lý dù sao tuy rằng thực lực hắn tới cũng là bởi vì ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng không cách nào có thể khảo hạch được thành công không có tư cách đi xem thư tịch cấp bậc cao hơn mà cái loại lực lượng tương trùng này chỉ có đạt tới lục tinh đỉnh phong mới có thể biết. Không đúng. Trong lòng cân nhắc, đột nhiên lông mày của Trương Huyền lại nhảy dựng. Trần khí tương trùng chỉ là công pháp tu luyện cùng với luyện khí xuất hiện trái ngược. Nếu như mà cái tên gia hòa này từ 7 tuổi đã bắt đầu đi học theo luyện tập luyện khí, vậy thì làm sao có thể xuất hiện cái loại sai lầm cấp thấp nhất như vậy được? Trừ phi là có người cố ý. Ánh mắt hắn lập tức lại híp lại. Làng bầm hại người, dung thầy lầm người, trừ phi ngay từ đầu đã có người cố ý để cho hắn tu luyện công pháp sai, ngay lúc này mới xuất hiện cái loại cục diện ngay trước mắt. Chỉ là tu luyện công pháp sai, đối phương lại có chỗ tốt gì. Chỉ cảm thấy rất lẫn lộn, ánh mắt Trương Huyền rơi vào trên kệ chứa đựng khoáng thạch tứ phía, trong lòng đột nhiên lại động. Những khoáng thạch này, tất cả đều là do người sưu tầm sao? Đúng rồi. Không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, trung niên nhân lại gật đầu. Tứ phía hỏa nguyên thành đều là địa hỏa, chỗ hỏa diễm này đặc ẩn chứa đại lượng khoáng thạch, bằng vào chân khí trong cơ thể hấp dẫn, mỗi lần ta đều có thể tìm được không ít. Người nói sao? Bằng vào chân khí hấp dẫn. Đúng rồi, pháp quyết tu luyện của chúng ta đều là tôn tấn luyện khí sư truyền thụ, nỗ lực tu luyện mà nói, thiên nhiên sẽ đối với những khoáng thạch này sinh ra mẫn cảm, rất dễ dàng ta có thể tìm ra. Trung Điên Nhân lại nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi Người tu luyện công pháp đồng dạng như các người lại có rất nhiều sao? Trường Huyền nhìn qua. Đúng là có rất nhiều. Năm đó học đồ chung một chỗ đi theo học tập, chừng là 30 vị. Nhưng bất quá, đại bộ phần đều ở thời điểm tìm kiếm khoáng thạch bị địa họa nuốt hết, đã đốt thành cho. Còn dư lại, chỉ có ta, cùng với một người khác. Suy nghĩ một chút, trung nhân nhân nói. Vậy người đó, cũng có phải là không cách nào trở thành luyện khí sư chính thức hay không? Giống như nghĩ thông suốt được điều gì Trường Huyền nhìn qua Phải rồi Hắn lớn hơn ta một tuổi Đồng dạng không cách nào có thể khảo hoạch thành công Năm trước Thực sự đã chịu không nổi áp lực nữa Hắn đã tự sát rồi Nhớ tới vị đồng bạn cùng mình chung một chỗ kia Trung niên nhân lắc đầu Học tập luyện khí rất nhiều năm như vậy Kết quả không cách nào có thể trở thành luyện khí sư chính thức Trong lòng thất lạc lại có thể suy nghĩ Hắn có thể kéo dài một năm Đã coi như lâm vào trong tâm trí tương đối kiên định rồi tự sát rồi. Trương Huyền ngẩn ngơ, nhìn quanh một vòng, lại tiếp tục. Vậy các người tìm kiếm được khoáng thạch rồi đi đâu hết? Có lẽ không chỉ là chừng này chứ. Nếu đã có được năng lực tìm kiếm khoáng thạch nhiều năm như vậy rồi, có lẽ phải tìm được rất nhiều mới đúng. Không có khả năng chỉ có những thứ trong phòng này được. Là tìm ra được rất nhiều khoáng thạch, nhưng bất quá đại bộ phận đều phải giao cho tôn tấn luyện khí sư làm học phí. Từ nhỏ, ta đã cùng với hắn học tập, truyền thụ rất nhiều tri thức, ta mới có được ngày hôm nay. Học phí tự nhiên là phải giao ra rồi. Trung niên nhân gật đầu. Người nói sao? Giao học phí? <laughs> Thì ra là như vậy, ta đã hiểu rồi. Bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt Trương Huyền lóe sáng, sắc mặt lạnh lùng cực điểm đáng sợ. Hết chương. Chương 1899-1900, tôn tấn hèn hạng. Nghe xong những lời này, hắn đã cơ bản có thể xác định tôn tấn luyện khí sư bên trong miệng đối phương căn bản không có ý định thu hắn làm đồ đệ mà phải trở thành công cụ tìm kiếm khoáng thạch cho hắn. Khoáng thạch quý hiếm bình thường đều là do vỏ trái đất chấn động hình thành sẽ kèm theo địa hỏa mà sinh ra. Bởi vậy chỗ địa hỏa tụ tập khoáng thạch lại rất nhiều. Tôn tấn này để cho đối phương cố ý tu luyện chân khí dùng địa hỏa tương trùng rất dễ dàng cảm ứng ra được chỗ hỏa diễm nồng đậm tìm kiếm khoáng thạch sẽ làm chơi ăn thật mà tu luyện cái loại pháp quyết đó điều khiển không được địa hỏa luyện khí đã trở thành không còn khả năng nói cách khác đối phương từ đầu mới là bồi dưỡng đã không có ý định để cho mọi người trở thành luyện khí sư hỏa nguyên thành khoáng thạch quý hiếm rất nhiều coi như là luyện khí sư kiếm ra được bộn tiền so với bán ra khoáng thạch cũng lại kém hơn không biết bao nhiêu lần <laughs> làm sư giả lại có thể làm ra cái loại sự tình đó sao trương huyền lại tức tới sủi bọt mép không có bị hắn gặp được vậy thì thôi, nếu như ta đã gặp được ngươi, làm sao có thể tha ngươi. Cái loại bại hoại đó, người người nên giết. Tuy rằng đối phương không phải là danh sư, lại còn đập vào ngụy trang truyền thừa, dạy hư học sinh, so với lão sư không chịu trách nhiệm lại còn muốn đáng ghét hơn. Không nói cái khác, hơn 30 học đồ giống như là những người trung niên này, đã tới được luyện khí đại tông sư lục tinh tự mình chỉ điểm, vốn lại còn tưởng rằng có thể dương danh lập vạn, càng ngày bay càng xa, con nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng tất cả lại chết trong quá trình tìm kiếm khoáng thạch coi như vị trước mắt này may mắn còn sống, cuối cùng cũng không cách nào có thể trở thành luyện khí sư, phiền muộn tâm nỗi, muốn tự sát. Mà đối với cái tên tôn tấn kia mà nói, chỉ là thu một đống học đồ, không phải là chân truyền, cũng chẳng phải là giảng bài. Không thành luyện khí sư, danh khí cũng lại chẳng có tổn thương quá lớn, chuyển đi ngược lại làm cho người ta cảm thấy là cái đám người kia không học tập cho tốt, đi theo luyện khí sư lục tinh cũng chỉ là một kẻ vô tích sự, quả thực là quá vô dụng. Vị trung niên nhân này có lẽ đúng là chịu không nổi cái loại chỉ trích đó mới nghĩ mãi không ra. Không phải chính tài nghề, con nằm mơ cũng không nghĩ tới đường đường là hỏa nguyên thành luyện khí sư công hội lại có cái dạng bại hoại như vậy. Chuyển đạo học nghề, giải thích nghi hoặc đều là sư giả. Luyện khí sư, thân là thương cửu lưu, nếu như mà quả thực muốn tuyển nhận tử sĩ tìm kiếm khoáng thạch có lẽ vẫn có thể tìm ra. Nhưng chỉ bất quá, như vậy một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ có nhục thanh danh, mà tuyển nhận một ít học đồ, trên danh nghĩa là chỉ điểm, không chỉ danh dự không tổn hao mà còn có thể sử dụng chúng tốt hơn. Chờ sử dụng xong xuôi, một cước đá thẳng ra, coi như là cộng dơm cái rác, thực sự là độc ác. Cùng với luyện khí sư lục tinh học nhiều năm như vậy, ngay cả một phạm khí cấp thấp nhất, ta cũng lại không thể nào luyện chế ra. Đi tới bất cứ một địa phương nào, ta đều bị người ta cười vào mặt, thậm chí đến người nhà ta cũng đã bị liên quan tới. Nếu như đã như vậy, không bằng, ta chết luôn đi cho xong. Thấy vị tiền bối này ngăn cản hắn tự sát lại còn đang cúi đầu trầm tư, trùng nhiên nhân lại cho rằng đối phương cũng chẳng có cách nào cứu mình, trong mắt lại tràn đầy sự thất vọng. Nếu như chỉ là hắn bị người ta cười nhạo vậy thì thôi, nhưng mấu chốt nhất là người nhà cũng đã bị liên quan tới, đó mới chính là hắn không cách nào có thể thừa nhận nổi. Ừ. người không cần phải nản trí, Ta đã tìm ra nguyên nhân mà người không cách nào có thể luyện khí được. Chỉ cần người tin tưởng, tin lời của ta, không chỉ có thể làm cho người luyện khí thành công, còn có thể để cho người trở thành luyện khí sư ngũ tình, thậm chí là lục tinh. Thấy hắn không có ý chí chiến đấu, tùy thời lại muốn đi tìm chết, trương huyền an ủi. Nói như vậy cũng không phải là ăn nói bừa bãi, cố ý an ủi đối phương, mà là hắn thực sự có năng lực đó người khác sửa đổi công pháp cực kỳ khó nhưng mà lấy kiến thức cùng với ánh mắt của hắn một lần nữa sáng chế ra một bộ pháp quyết mới lại để cho đối phương học tập sửa sang lại tai hại khi trước cũng không phải là không thể nào đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải biết hắn tu luyện môn công pháp cụ thể là như thế nào vừa rồi luyện khí dùng minh lý chỉ nhãn quan sát pháp quyết tu luyện của đối phương có lẽ không có được đầy đủ tìm không thấy được sự kỹ càng coi như có biết rõ cũng không có biện pháp giải quyết trở thành luyện khí sư ngũ tinh lục tinh Trùng nhiên nhân sững sờ, lại lắc đầu, trong mắt thất vọng lại càng thêm nồng đậm. Vốn lại còn tưởng rằng người trước mắt thực lực mạnh mẽ, thực sự lại có biện pháp có thể trợ giúp cho mình. Con nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới mở miệng ra, cũng đã có một chút ba hoa rồi. Ngay cả nhất tình cũng lại không thành công, bình khí gì cũng lại không thể nào luyện chế. Vậy làm sao lại có thể trở thành luyện khí sư ngũ tinh, thậm chí là lục tinh được? Không phải là đang đùa giỡn ta sao? Có phải là người đã cảm thấy ta rất là buồn cười, muốn ở trước khi ta chết lại cười nhạo ta thêm một phen hay không? Nhìn qua, thanh âm của trung niên nhân hữu khí vô lực, giống như đã mất hết toàn bộ ý chí chiến đấu. Cười nhạo? Không nghĩ tới cái tên này đột nhiên lại nói ra những lời đó, trường huyền lại sững sờ, sau đó lại hiểu ra. Đối phương ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng lại khảo hạch không qua, đối với hắn nói ngũ tinh hay lục tinh đúng là quá mức. Ở người ta mà xem, rõ ràng ngươi chính là đùa cợt, không phải là trợ giúp. Người yên tâm đi, ta nói được là có thể làm được Nhất định ta sẽ làm Cũng không giải thích Trên mặt Trương Huyền lộ ra vẻ tự tin Thực sự không giải quyết được Cùng lắm thì phế bỏ tu vi của đối phương Sau đó truyền thụ thiên đạo công pháp bản rút gọn Hóa phàm cửu trọng mà thôi Coi như là tu luyện thêm lần nữa Có lẽ cũng lại không dùng được bao lâu Nhất định có thể làm được sao Ngay cả tôn tấn luyện khí sư Cũng lại làm không được Người lại để cho ta làm sao có thể tin được ngươi Người thực sự là luyện khí sư sao? ánh mắt trung niên nhân lộ ra vẻ hoài nghi. Chỉ có luyện khí sư chính thức mới biết được luyện khí khó khăn nhường nào. Đối phương lại nói những lời thề son sắt, nói nhẹ nhóm cực điểm. Vậy chẳng lẽ đây là khoác lác sao? Đương nhiên. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra huy chương luyện khí sư, phía trên có sáu vì dao lóng lánh và trói mắt. Luyện khí sư lục tính. Nhìn thoáng qua, trung niên nhân lại lắc đầu. Ta không có tin. Huy chương này, khả năng cao là của người khác cũng có thể là giả dối. Trừ phi, người luyện khí cho ta xem. Có thể luyện chế ra binh khí linh cấp tuyệt phẩm, ta mới có thể tin tưởng người chính là luyện khí sư lục tinh. Đối phương niên kỷ quá nhỏ, chỉ là chừng có 20 tuổi, hắn đã gặp qua có thể đạt tới luyện khí sư lục tinh, nhỏ tuổi nhất cũng lại không thấp hơn 50, tự nhiên không thể nào tin nổi. Huy chương trước phải xác định tính danh cụ thể của đối phương mới có thể xác nhận có phải là thật hay không. Hiện tại đối phương là ai cũng lại chẳng rõ, nếu như mà cầm đồ của người khác, hắn phân biệt không có được. Cái này Trường huyền lại hơi sững sờ Thân phận luyện khí sư của hắn Là vừa đi danh sư học viện liền đã khảo hạch Không thể nào giả dối Bày ra cho đối phương nhìn cũng lại không có gì Hiện tại muốn làm là để cho đối phương tin tưởng mình Sự tình đằng sau mới có thể dễ làm Nếu như không Một lòng muốn chết Nói bà hoa trích tròe cũng không có bất cứ tác dụng gì Như thế nào Luyện chế không ra Nói như vậy Lời nói mới vừa rồi của ngươi tất cả đều chỉ là giả dối. Người lại chỉ muốn an ủi ta thôi sao? Thấy hắn trần chừ thần sắc của trung niên nhân, nhân lại càng ngày càng mở nhạt. Đương nhiên không phải là như vậy. Luyện khí đối với ta mà nói, không coi vào đâu. Thấy đối phương đã mất đi lòng tin, không lộ ra một tay khi trước nỗ lực sẽ uổng phí. Mỉm cười, Trương Huyền lại đi vào trước mặt. Vậy ta sẽ mượn dùng khoáng thạch của ngươi một lát. Đi vào trong góc tường, tuyển ra bốn loại khoáng thạch ném vào bên trong luyện khí lô cách đó không xa trần khí cổ động một lát sau địa hỏa lập tức dâng lên có bốn khối khoáng thạch bị lửa thiêu cháy bắt đầu hòa tan lộ ra kim loại tinh thuần lấp loè ánh sáng bốn loại khoáng thạch này đều là ngoại giới rất hiếm thấy mỗi một loại đều là loại giá trị xa xỉ thoáng một cái lấy ra bốn cái chỉ sợ cũng chỉ ở trong hòa nguyên thành nơi mới có thể làm ra năm ngón tay gẩy nhẹ để cho bốn khối kim loại tiếp xúc bên trong ngọn lửa chậm rãi dung hợp Trường huyền lại nhẹ nhàng cười nhìn qua luyện chế bình khí đơn giản nhất dùng chính là rèn luyện khí thai trình tự đó tốn nhiều thời gian nhất đổi lại biểu hiện ra năng lực luyện khí tốt nhất ta cũng lại chẳng có biểu hiện ra cho người xem nói chuyện đầu ngón tay hội tụ chân khí địa hỏa mãnh liệt thoáng khoáng thạch một cái lại ở bên trong thẳng tắp bay ra rơi vào bên trong ao cách đó không xa bụi mù bay lên lăng không chảo một cái có một khối sắt dung hợp xung quanh một chỗ xuất hiện trước mặt đây là bình khí Chứng kiến cái cục sắt này Khói miệng trung niên lại co quắp Đừng có mà nói là học đồ Coi như là gọi một con heo tới Luyện chế cũng lại dễ nhìn hơn người. Cái vẻ mặt tràn đầy cổ quái Tiện tay lại tiếp nhận Đang muốn xem đối phương luyện chế ra cái gì Đồng tử mãnh liệt co rút Tuy rằng trình độ luyện khí của hắn không cao Lại còn đi theo luyện khí sư lục tinh hơn 20 năm Ánh mắt cùng với kiến thức vẫn phải có Khối sắt trước mặt Tuy là cực kỳ xấu Khiến cho người ta rất buồn nôn Nhưng mà cấp bậc dĩ nhiên đã đạt tới linh cấp tuyệt phẩm rồi tiện tay mà cầm lấy khoáng thạch, ngay cả rèn luyện cũng lại không có rèn luyện, toàn bộ quá trình ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền đã luyện chế ra được linh khí tuyệt phẩm, thực sự là đáng sợ mà. Không cẩn thận luyện chế cũng đã lợi hại như vậy rồi, vậy một khi mà cẩn thận có thể luyện chế ra bình khí lợi hại hơn như thế nào? Đây là ta, có mắt không chồng. Vội vã thành khẩn quỳ gối trên mặt đất, giờ khắc này tâm phục khẩu phục. Trương Huy lại nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù hắn là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong không thể nào giả, nhưng mà chỉ lợi hại ở dung hợp, tối thép, còn rèn luyện khí thai đơn giản nhất một tí cũng lại chẳng hiểu. lấy trình độ của hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra được một cục sắt, phức tạp hơn làm không được. Được rồi, người đã xác định thân phận của ta, phải nghe theo ta phân phó. Chỉ cần thành công, không chỉ là giúp người trở thành luyện khí sư chính thức, còn sẽ có thể giúp người vạch trần ra mặt nạ giả nhân giả nghĩa của người nào đó. Thấy đối phương tin tưởng không nghi ngờ Trương Huyền lại nói Sao chứ Vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa Trung nhân nhân vẫn không hiểu ừ, không sai Trương Huyền gật đầu Vậy không biết vị tôn tấn luyện khí sư mà người nói Đang ở địa phương nào Hắn đang ở trong luyện khí sư công hội Trung nhân nhân lại gật đầu Vậy được Dẫn ta đi tìm hắn Một lát nữa vô luận là tao nói bất cứ một cái gì làm cái gì cũng không được chen vào cứ nghe theo phần phó vậy là được trương huyền bản giao thân là danh sư đường đường chủ bại hoại như là cái loại tôn tấn đó nếu như mà gặp gỡ không thể nào dung tha nhất định phải để cho đối phương hiện nguyên hình trước mặt mọi người nếu như không để cho đối phương tiếp tục gây tai họa còn không biết là bao nhiêu người nữa phải chết oan danh sư không chỉ phải bảo vệ nhân tộc còn phải bảo vệ danh dự của một sư giả không có khả năng để cho một con sâu làm giàu nổi canh hỏng mất tôn nghiêm của sư đạo truyền thừa Vâng. Trung niên nhân lại gật đầu. Giống như đối phương nói, hắn cùng lắm vậy thì chết, chẳng có gì đáng sợ. Vạn nhất vị trước mắt này có thể sáng tạo ra được kỳ tích, giải quyết vấn đề của mình, đã thực sự cứu chữa được thì sao? Mang theo khoảng thạch này đi, tới lúc đó chắc chắn có tác dụng. Vừa muốn ra khỏi phòng, Trường Huyền lại chỉ từ la kim ở trên kệ. Trung niên nhân lại gật đầu, thu vào bên trong không gian giới chỉ. Ngay lúc này, hắn mới đi về phía trước dẫn đường. Luyện khí sư công hội cách nơi này không xa, chỉ có đúng ba con đường không lâu sau hai người đã đi tới tuy rằng trời đã tối nhưng mà thân là chức nghiệp nóng nảy nhất của toàn bộ hỏa nguyên thành nơi này giống như trước đèn đuốc sáng trưng dòng người cứ như thoi đưa hết chương hết tập 237 mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo Đồ Thư Quán vào lúc 12 giờ trên kênh MCNA chuyện audio Tiên Hiệp.